À, dạ vâng, đầu xuân năm mới, xin em ạ, gửi lời chào lời chúc sức khỏe toàn thể anh em là thợ đi bẫy gà rừng, là thợ đi bẫy chim. Là đầu xuân cho em chúc sức khỏe các bác và chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc các bác có một sức khỏe dồi dào để đi săn bẫy và chúc các bác bội thu nhé. Bây giờ hôm nay đầu xuân em làm một cái video giới thiệu cho các bác hàng về rất chi là nhiều để phục vụ anh em. Rồi là có món quà nhỏ nhỏ là tặng anh em đây. Đây là những mẫu những quả pin dự phòng của 898. Pin trong loa là 998, còn đây là pin dự phòng dùng của tất cả các dòng loa các bác nhé. Thế thì hôm nay đầu xuân, khai xuân thì em cũng lấy lộc và lấy vía các anh em mở hàng. Thì anh em nào mua loa, mua hai cái loa em sẽ tặng một cục pin dự phòng này nhé. Đấy, cùng một đơn hai cái loa em sẽ tặng một cục pin dự phòng này và tải miễn phí tất cả các tính chim cho anh em. Và thẻ bên em là thẻ còn ghi đủ nha các bác. Thế thì để giao dịch cho thành công vui vẻ thì cho em chia sẻ cách thức mua hàng bên em. Bên em là đơn vị ship code COD nha các bác nhé, không phải cọc cạch gì nhé. Đấy, rất chi là ông Lê anh em đặt hàng gửi địa chỉ anh em lên đơn đặt hàng rồi anh em đến kiểm tra hàng, test hàng thoải mái rồi các anh em thanh toán tiền thì không để anh em đợi lâu. Bây giờ em sẽ thông báo tất cả các dòng loa bên em hiện tại đang kinh doanh. Thì đang trước mặt các bác đây là từ con loa trung tiền nhất là con US998. Con này bên em đang bán giá hỗ trợ các bác là 400.000 các bác nhé. Đấy, hỗ trợ các bác là 400.000 và con 898 cũng thế. Đấy, chưa bao gồm cước phí vận chuyển nha các bác. Thì con AT101 thì bên em đang bán với giá là hơn 600 một chút nha các bác nhé. Hơn 600 một chút nhé, đầy đủ phụ kiện. Còn Q92 có Bluetooth thì các bác đang nhìn thấy đây. Đấy, Q92 Bluetooth thì con này thì nếu mà các bác không lấy thẻ thì bên em chỉ bán hơn 700 một chút thôi. Đấy, và con này cũng thế nha các bác. Con này thì cũng xích 700 thôi. Đấy, Q93. Đấy, để nói là anh em sơ lược về những mặt hàng bên em đang kinh doanh, công khá công khai giá bán cho anh em luôn. Đấy, quà tặng thì em thông báo rồi. Anh em đang xem video thì hãy like đăng ký kênh ủng hộ em để cho em được phát triển và cho em được phụ niềm đam mê của các bác sớm nhất và nhanh nhất. Đấy, các bác hãy like kênh ủng hộ em nhé. Cảm ơn các bác. Hẹn các bác ở video clip sau, em sẽ test tất cả những con loa cho các bác nhé. Và sau em sẽ test làm một vài video là về bơm BCB nhé các bác nhé. Cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác ở video clip sau.